Hoa đào phai nhá. Hoa đào phai đang nở kín luôn các bạn ạ. Đấy các bạn thấy chưa? Một màu hồng giữa bạt ngàn màu xanh. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Hôm nay thời tiết nó không được đẹp. Thế cho nên là mình quay video để giải trí cho các bạn nhá. Hoa đào nở sớm quá. Nở trước Tết mất 10 ngày. Bông to vĩ đại luôn. Thấy chưa? Bông quá to luôn. Tại vì rồi vừa rồi năm vừa rồi nó nhuận mà. Nó nhuận cho nên là đào nó bị nở sớm. Đào phai. Ui. Đẹp. Toàn hoa là hoa. Hoa to. Những cây đào này của mình mà không cắt này để chơi này là sang năm, để sang năm nữa là nó lại càng dày dặm hơn. Chơi hết hoa mình sẽ cắt tỉa. Cắt tỉa tạo tán nó để sang năm nó hoa nó càng đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, thấy chưa? Bạn ngắm hoa thấy đã không? Ôi, đúng tuyệt vời luôn. Đẹp, ơi là đẹp. Này. Đấy, cánh hoa nét căng luôn. Hoa đào nét căng luôn. Này. Đấy rồi. Quá tuyệt vời. Thấy nhá. Thấy chưa? Đẹp quá cả nhà ơi. Hôm nay là chỉ còn 10 ngày nữa là Tết các bạn ạ. Mình quay cái video giải trí giới thiệu đến các bạn cây đào quê, đào rừng, đào cổ. Đào phai 5 cánh trồng tại vườn nhá. Thời tiết hôm nay thì nó không được đẹp, trời rất là âm u, nhiều mây và có mưa phun, mưa bay bay. Nên các bạn xem nó mờ mờ ảo ảo nhưng cũng thông cảm nhá. Đấy, cây đào này gốc rất là to luôn nhá. Đấy, gốc to. Gốc to cánh đẹp. Thời tiết mà đẹp thì quay thì tuyệt vời lắm các bạn. Nhưng mà nó không, thời tiết này không được tuyệt vời lắm. Hoa quá nhiều luôn. Đào phai 5 cánh. Cây đào này trồng chắc cũng được khoảng 15 năm nhá. Cái giống đào này nó rất là lạ là khi nó nở hoa là nó lại kèm cái lộc luôn. Lộc nó cũng bật luôn. Bật hoa và bật lộc cùng nhau luôn. Thế cho nên là nhìn nó vừa xanh mà vừa có màu hoa, vừa có màu xanh của lá. Nó khác với những cái cây đào mà thường chúng ta thường chơi Tết như đào bích hay là đào rừng, đào cổ. Đấy, chỉ có bông không và nó chỉ có một vài cái lộc. Đằng này nó có rất nhiều lộc. Đấy, có khi phải đi vặt bỏ lộc để chơi hoa vậy. Đấy. Nụ rất là mập. Nụ mập, hoa mập. Ồ, quá đẹp luôn. Năm vừa rồi là 2019, à 2020 là năm nhuận nhá. Cho nên là hôm nay là còn 10 ngày nữa mới đến Tết nhưng mà hoa nở đã nở bung bét rồi. Chứ nếu mà như mọi năm thì hôm nay đã là Tết rồi thì như này thì cắm hoa vào chơi thì quá đẹp luôn. Vừa có lộc vừa có hoa. Tuyệt vời nhá. Cái đào này năm nào hoa nó cũng đẹp này các bạn ạ. Ui, nhiều hoa quá luôn.
rừng hoa. Hôm nay thời tiết mà đẹp thì quay video cho các bạn thì đẹp lắm. Đây các bạn nhìn nhá, cánh nó vẫn đọng nước, sương nước đây. Đấy, cánh nó vẫn đọng sương. Thấy không? Hoa dày hết luôn nhá. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Đây, cho các bạn nhìn nhé. Đấy, mỗi một bông của nó là có, đây là bốn cánh các bạn ạ. Đào phai. Này lại là bốn cánh chứ không phải là năm cánh. Nhưng mà đây, bông này lại là năm cánh này. 2, 4, 5. Đấy, thế tức là có bông 4, có bông 5. Đấy. Có bông 4, có bông 5 nhá. Như khéo có cả bông 3. Ui, ui. Đấy mà thời tiết đẹp thì chụp thì phê lắm. Quay video phê lắm rồi các bạn. Đây, cái này lại 5 cánh nhá. Đấy, cánh đét luôn. Đây nhá, đấy, tổng thể cây đào đấy. Cây này tán của nó rộng phải đến 10 mét đấy các bạn nhá. Đấy, gốc đào kìa. Đấy. Mình ngồi từ dưới mình quay lên cho các bạn xem này. Đấy, lại gần quay nhá, thấy chưa? Đấy, gốc to chưa? Thấy chưa? Úi dồi, ba thân lên vút trên trời cao luôn. Hoa đẹp. Hồng rực luôn. Hồng rực một góc vườn. Cái này mà đánh được lên sân, cho vào chậu lên sân thì đẹp lắm. Đấy, các bạn thấy chưa? Cứ từ từ thưởng thức nhá. Thưởng thức cây đào. Ở dưới nhìn lên nó như bầu trời nhá. Đấy, nó nở muộn một tí thì quá đẹp luôn. Nở sớm quá.